Cánh chuối đẹp quá ha. Có nhiều người làm ổ nhỏ 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 nữa. Ừ. Có Có. nhiều người làm ổ nhỏ, từng khúc ổ nhỏ hay là cupcake nhỏ cũng được. Ừ. Nó làm nhỏ không được. Ừ. Ổ nhỏ thì chắc thời gian nhỏ ít hơn ha. Chắc chắc nó Ừ. nướng mau hơn. Ừ. À, cái màu đẹp ha. Ừ. Nhưng mà tại vì cái đèn á ha, cái Mà mở đèn mở đèn sao để tôi mở đèn. không Không cái không, không để mở đèn nó chụp nó mới đẹp. đèn mà có ánh nắng á, ổ này giờ chắc chiều rồi Đó được rồi đó. đó. Anh bánh mở cái đèn lên tí xíu là nó tự nhiên có cái màu nổi lên liền à. Mình cho Ừ. tôi đo thử. Ừ. Đổi mình lắc nó lại. Dễ lấy ra thấy không? Đó. Ồ, dễ lấy sợ luôn. Khoan Ừ. khoan, để mình hỏi chị muốn cắt làm sao? Cắt từng Thôi like thôi á thôi cho cắt nó là đẹp. cắt sắt 2 miếng thôi rồi bỏ trong này mình đem về rồi mình mới cắt vậy anh chị à. Trời, cắt để em chụp hình đây nè. Trời ơi, cốt yếu là chụp hình đây nè. Còn còn nóng nóng quá quá, không được trời chị. còn nóng luôn á thấy Nó không? mềm, không được Ừ. mềm dữ, phải loại chút nó Đúng dẻo. rồi, tại vì nó có chuối, thành Ừ. ra phải để nguội lại thì Là nó mới cứng nó mới squeeze chắc bánh. chắc bánh. thôi. À, Giờ cái này thôi. chị thưởng thức còn thử coi. Ừ. Thôi, để nguội ăn mới ngon. Bánh này nó phải Bánh này có nguội. chuối phải nguội nó mới Nó mới ngon, nó mới ngon. chắc bánh. Ừ. Rồi. Rồi, đợi bánh nó nguội cái cho chuối nó đừng có nhũn á. Mình cắt ra nè, thấy ngon lành ha. Đó. Hồi nãy là cắt rồi nó còn mới nóng còn khói nó bốc khói luôn. Bây giờ nó nguội rồi đó. Cắt ngon ha. Ừ. Ăn vô nó có cái đậu, nó bùi bùi. Thì còn có cái cranberry nó chua chua ngọt ngọt nữa. Ừ. Ngon dễ sợ luôn, thơm lừng à. Rồi xong. Wow, ngon mà thơm dễ sợ luôn á. Nó bùi bùi có cái đậu á mà chua chua ngọt ngọt của cái cranberry với nho khô, ngon quá. Ngon quá trời luôn. Ừ, này là phần của mình đem về một ổ đây. À, được ăn còn được gói mang về nữa. Ừ, cảm ơn anh chị Châu với anh Cui nha. Cảm ơn anh chị nhiều. Rồi, bây giờ mình có một cây bơ của mình đây là 1/2 cup đó thấy không? 8 cái tablespoon, 1/4 pound, nửa cup đó thấy chưa? Đó, rồi có một cây bơ đây. Ừ. ba ba phần khắp tư đường ba phần tư khắp ba phần đường. tư khắp đường. Hôm nay nhìn cái tay là thấy là khá khá rồi nha. 3/4 cup là chỉ đang dùng ba ba cái 1/4 đó. À, hôm nay là đầu bếp khác nha. Làm bánh chuối nướng. Ừ. Bây giờ quậy cho nó tan ra ha, đánh cho nó tan ra. Hồi nãy bơ là mình Ráng để đi thôi, đừng thì mày còn quay nha. bơ mình để nhiệt độ phòng hả? Cho nó Ừ, chảy, cho nó nó dễ hơn. Tại giờ vì bỏ. nếu mình có máy đó, mình lấy máy mình vừa xay dây nó, hồi nó tay nhuyễn đó nè. Ừ, mình không có máy, tay nó Ok, khó. giờ chị bỏ cần bỏ vô máy quay hả? Không, bây giờ thôi khỏi luôn rồi. Chút xíu nó tan. Rồi bỏ trứng vô. Ok. Này ngoài lề chút xíu nha. Hôm đến nhà chỉ đãi bò bía nè. Này là ăn xong rồi đây. Ê, Sao cái này gọi gỏi là cuốn, cuốn gỏi cơ cuốn chứ? lộn. Gỏi cuốn. Ăn xong rồi đây. Còn nước tương này là bí quyết đặc biệt của anh Cui. Này Ngon hay bánh phồng không chị phải tôm. nói gì, con không ngon là chị phải nói Bánh luôn. phồng tôm. Ngon chứ. Bánh phồng tôm. Đã nói bí quyết đặc biệt là phải ngon chứ. Phồng tôm này kiếm không có đâu, cái này là. Rồi bơ với đường hồi nãy á. Cho tán cho Ừ, nhuyễn. mình tán cho nhuyễn cho nó trộn bơ Rồi cho vậy đều. nếu có cái máy á, thì mình làm máy nó lẹ hơn. À, nó có cái máy. Làm tay. Chị lấy 2 cái trứng xay chăm bồ hả? Ừ. Ồ, cái trứng của chị lòng Sao biết đâu hai từ cái lòng đỏ. hai cái đồng đỏ. Cái trứng 2 cái lòng đỏ bự dữ, xay chăm bồ này là coi như Để là không bồ 70 nữa. mươi Không biết nữa. 70 gram một Nó trứng á. để một hộp ở đó, nó để Ừ. chăm bồ thôi. Cái Đâu trứng biết. chăm bồ là khoảng Nhưng mà có cái 70 gram. trứng kia
là khoảng 70g một trứng á. Tan. Ừ. Trộn vô cái bơ với đường hồi nãy. Ừ. Có cần bột không chị? Có chứ. Ừ. Hồi xong rồi để nó một bên, cái bắt đầu mới làm bột đi. Thì nói rồi. Ừ. Có ăn. Giờ phải lấy cho nó tan. Cái này làm nó chứ. Ừ. Có bỏ trứng nữa không? Bỏ chứ, mình phải từ từ. Dạ. Ừ. Nếu có máy cũng phải bỏ từ từ chứ. Ủa sao phải bỏ từ từ vậy? À, bỏ từ từ nó mới... Cho nó mới quện vô hả? Ừ, nó mau vô. Chứ còn nếu mình bỏ nhiều nó lỏng quá mình khó quậy. Ừ. Cái này hết rồi. Giờ lấy mấy cái chuối? 4 cái chuối. 4 cái chuối... Chuối già. Chú già phải không? Ờ, phải để cho nó chín đó. À, mới hôm qua em nói với anh Hoàng là cái chú này chú già. Anh nói không phải chú Mỹ. Chú già mà cũng đúng, đúng, chị cũng đúng. Thì mình kêu chú già rồi nó kêu chú Mỹ cũng được. Ờ, ông cũng đúng, chị cũng đúng. Ở Mỹ, kêu chú Mỹ. Phải chín rục nó mới ngon, phải không? Chấm chấm vậy mà. À, phải chuối chín rục nó có thâm thâm đen đen, thâm kim á thì nó chuối mới ngon ha. Nó mới ngon, nó mới ngọt. Nãy mình cắt lát được không chị? Được, chị... nhưng mà mình làm biết. À, cái lát lát để lâu này dầm cho mẹ ha. Ừ. Làm biết. Rồi ăn vậy cho nó nhanh rồi. Chỉ đông sẵn luôn nè. Cái này là bao nhiêu? Cái đó nửa cup á. Nửa cup à? Nửa cup với cranberry hả? Dưới nho nè. Cranberry khô với nho khô. Ừ. Ừ. Dầm chuối ra vậy đó, nát rồi luôn ha. Bỏ vô luôn. Bỏ nó vô. Lấy cái nước vanilla phải không? Vanilla, cái này vanilla cho nó vô đây nè. Ừ. Có nửa muỗng cà phê hả? Nửa muỗng cà phê. Ai muốn để nhiều thì để. Ừ. Muốn thơm nữa thì bỏ thêm hả? Nhưng mà muốn bỏ gì bỏ, cái này mình đi là này đỡ nhiều lắm là cỡ muỗng được rồi. Nhiều quá nó bị rồi. Để nhiều quá nó đắng. Thì bỏ vậy mình nó cũng nó có mùi đừng có tanh. Có mùi thơm được rồi, đừng tanh cái trứng nữa. Vậy thôi. Bột mì đa dụng lấy hiệu nào cũng được ha. Nhưng mà giờ chị Châu chỉ xài cái hiệu loại này. Đó, chỉ xài hiệu này. Đó. Bột mì đa dụng 2 cup. 2 cup là khoảng chừng 250g thôi. Có 2 cup gạt ngang qua. Đó. Nhưng mà để về cân lại coi, về cân lại coi 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 khoảng 2 cup là bao nhiêu ha, để em về em cân lại ha. Ừ. Ừ. Cân thử coi bao nhiêu. Ừ. Gạt ngang cái mặt lại. Rồi. Baking soda 1 muỗng cà phê. Ừ. Gạt bằng. Đấy rồi. Baking sao là nửa muỗng. Baking powder nữa. Nửa muỗng. Em cũng xài hiệu này, em hay xài hiệu này lắm. Nửa muỗng cà phê. Baking powder. Loại muối của chị. Mình tách cái mặt rồi. À, vậy thôi nè. Ừ.
Vậy thì lấy một phần tư, một nửa nhưng mà chưa tới. Hả, làm sao? Chưa tới một nửa cà phê. Một phần hai, chưa tới một phần hai. Chưa tới một Vậy phần thôi hai. nè, tại vì cái loại này nó mặn. Ừ, tại chỉ xài cái loại muối này mặn lắm á. Nó mặn. Rồi rồi vậy. Đây Thôi. nè. Rồi, chị bỏ bỏ hai muỗng hai muỗng canh ăn phở sữa nha. Sữa tươi á. Sữa tươi không đường phải không? Không được. Của chị là hô miêu luôn rồi. Hô miêu. Đây. Rồi, trộn vô nhưng mà nãy giờ chưa có bỏ bột thôi. Rồi, cho giờ trộn trộn vô, lấy đồ chỉ rây bột cho nó đều. Rồi xong. Trộn vô. Chị Châu cười cái coi. Nãy giờ Châu thấy nguyên mặt chứ. Đầu bếp làm đầu bếp làm bánh. Đầu bếp làm bánh nè. Dừa đây rồi dừa bỏ vô. Cái cranberry này mình ăn được nó với lại cái nho khô mình ăn được nên không cần phải rửa ha chị ha. Mình trộn. Rồi chỉ bỏ thêm cái ốc đậu ốc chó à. Đậu ốc chó hả? Là walnut á. Walnut. Mà cái này là chỉ mua nướng sẵn rồi đây nè. Walnut. Mình kêu walnut thôi nha mình. Tiếng Việt là ốc chó đó, đậu ốc chó đó. Rồi. Trộn bột xong xuôi hết rồi. Nho với chị bỏ nho khô đen với lại cranberry. Cranberry. Cái liều lượng này ít nhiều mà ai thích thì bỏ nhiều nhiều ha. Nhiều hơn nữa cũng được không sao. Giờ chỉ bỏ cái đậu ốc chó đậu vô này, nữa. Đậu này ngon hơn, bỏ này ví dụ như mình không thích ăn đậu ốc chó thì mình thế hả? Đậu hạnh nhân cũng được không sao. Thích cái nào bỏ đó. Muốn nhiều nữa hả? Thích ăn nhiều. Anh thích ăn đậu nhiều thì cứ bỏ vô, anh bỏ vô nhiều đó. Quá không được. Cái đó là khoảng một cup á. Cái này một cup này với nửa cup kia. Đó có đó một cup cup rưỡi coi như cup. Một cup đậu với nửa cup cranberry này nọ vậy đó. Cái này tùy theo mình để nhiều, mình thích ăn nhiều thì mình để nhiều, ít thì ít. Thay vì cái chuối dầm hồi nãy để miếng miếng cũng được ha. Cái này cho nó cái này có bỏ hết. Trời ơi, ảnh lại thích ăn đậu nhiều, ảnh lại bỏ đậu vô nữa kìa. Không, có cái này nó ngon hơn. Nó bùi bùi. Bởi vì cái đậu này không có nhất thiết là phải ấy ai ăn, ăn nhiều bỏ nhiều, ăn ít bỏ ít vậy thôi. Cái này bỏ một dĩ hay hai dĩ này? Hai, một dĩ không hết. Trộn đều lên đó, bây giờ bỏ lên nướng. Bữa chị cho em cái khuôn chưa trả lại được. Để xài. Để dưới qua cái rồi. Mình giờ mình lấy cái mình chét bơ cho nó ngon ha. Nó không dính. Muốn chét bơ cho nó đựng dính khuôn. Cái này chét dầu. Chét dầu cũng được mà chét bơ cũng thơm hơn. Nhưng mà tại vì mình trong này cũng có bơ rồi. Chét cái đấy rồi chét cái thành mà mấy cái thành khuôn nữa để cho nó đựng dính khuôn. Có người lót giấy nữa. Mình không lót nè, chét. Cái liều lượng đó là chỉ để được hai khuôn mà cái khuôn này là ngang một tay một găng tay ha, nói chính xác là không biết nhiêu, để mình về mình đo lại cái khuôn. Bữa đó chỉ cho mình cái khuôn này về đo lại, có gì viết công thức ở trong cái description box ha. Đó, để nửa khuôn thôi. Five by
5 by 10. 5 × 10. 5 × 10. 5 × 10 inch. 5 × 10 inch. Uh-huh. Rồi xong, 2 khuôn. Rồi. Chỉ để là 55 phút phải không? 55 phút mà 350 độ F. Đó, để mình về mình đổi lại là bao nhiêu độ C ha. Đó, mình cứ viết trong công thức ha. Là bao nhiêu độ C. Cái lò nướng của chị là cái lò để ở trên cái countertop ha. Chứ không phải lò nướng giống như giống mình hiệu này nè. Có thấy rồi. Không, cái chỗ nè. Đó. À hả. Đó. Sao nhưng mà nó đã nở lên tới gần đầy khuôn rồi thấy không? Gần đầy khuôn hồi nãy mình để có nửa khuôn ha. Mà bây giờ nó nổi lên gần đầy khuôn rồi. Rồi, đợi nó chín nữa. Còn lại là nửa tiếng đồng hồ. 35, 4 phút nữa. Nó nở đẹp quá ha. Nhưng mà thơm lưng luôn rồi đó. Thơm cả nhà luôn. Nó thơm mà, nhưng mà bây giờ sợ cái mặt nó chín á. Nó gần quá nè. Thành thử ra nó khác cái mặt rồi mình phải che cái mặt lại nha. Đó. Đó. Bây giờ lấy cái giấy bạc che cái mặt bánh lại. Đó. Rồi còn lại 23 phút nè. Đó. Lấy ra lên xem thử coi nó chín chưa ha. Nó khô. Còn ướt. Còn ướt cây. Còn. Nhưng mà còn tới 7 phút nữa mà. Còn 7 phút nữa. 6 phút nữa nè. Rồi. Thử nó tắt rồi. Là 14 giờ qua giờ lại luôn. Tắt rồi đó. Rồi, vậy là được rồi đó. Cái... Vô chút xíu để vô chổng chút xíu xíu cho nó. Đó, cái cây khô rồi. Cho nó thấm đi. Đầu bếp cho phần đem về.